Em chỉ cái ghế cho. Cái ghế này á là mình có thể sway một nó. Wow. Ok mọi người, bây giờ mình đã đến địa điểm thứ hai rồi. Về mình phải tranh thủ đi rất là nhanh, tại vì tí nữa mình có hẹn với một người bạn nữa mà mình quên mất. Mình chỉ có nửa tiếng ở đây thôi và mà tí nữa mình phải đi gặp bạn mình rồi, nên mình sẽ đi rất là nhanh nha mọi người. Ok, mình thấy một cái cây lá đỏ rất là đẹp mọi người. Cái view đây xuất sắc nha mọi người, quá đẹp luôn. Giờ mình sẽ đi tham quan. Mọi người nhìn ở đây có những cái cây dương sỉ rất là lớn luôn mọi người. Đó, cái cây này nè, cái cây dương sỉ nè, khổng lồ. Bây giờ mình chuẩn bị đi ra xe và chuẩn bị đi gặp bạn của mình. Mình quên mất là hôm nay mình có hẹn với bạn mình lúc 1 giờ, nên bây giờ phải tranh thủ chạy. Mình chơi rồi lộn được, hồi mệt quá. Thấy không, cái kiểu mà vừa đi vừa chạy đẹp như chó ấy. Quên lượm một chiếc lá về làm kỷ niệm. Ok, bây giờ mình sẽ đi gặp bạn mình và gặp lại các bạn sau nha. Bye bye. Trời, thấy dạo này anh đầu tư làm vlog không? Trời ơi, em cũng muốn, bây giờ là sao? Anh chị biết không, hai anh em mình làm vlog kiếm tiền. Trời, trời biết kiếm được tiền hay không mà thấy, thấy có vẻ thua thua rồi. Không, thật ra để không, mà thật ra biết sao không, làm để vui thôi em. Đúng rồi, nhưng làm mà kỷ niệm đó. Em có một cái Hai, chào mọi người đi em. Trời, cái xe này quá đẹp luôn nè mọi người. Em mà anh tưởng là giống như là anh đi road trip vậy. Trời, chạy xe nhưng mà xa không ghê. Ngầu quá mọi người. Nữ một nữ, trời, nhiều khi anh thấy em còn mạnh mẽ hơn anh. Trời, em lái xe này đâu, nó dài quá. Không, thật sự mà em lái xe này em thấy khó không? Không. Cũng dễ hả? Ờ, chút nữa cho anh Duy lái về nha. Trời, thôi thôi, chắc anh cái này là anh dè, là anh bó tay vậy. Cho anh đi toilet cái được không? Được. Sáng giờ anh muốn bể bóng đá. Lấy không ta, ở đây đi, lấy ở đây đi, tại trong đó chưa có nước. Vô đây em giới thiệu xe của em rồi chứ. Đây là cái bếp. Ừ, cái đó thì cái bếp là anh cũng biết. Trời ơi. Đây là cái tủ lạnh. Ồ, có tủ lạnh luôn hả? Có, tất nhiên rồi phải có vậy. Tủ lạnh chứ. Em, nhưng mà cái có bếp là ví dụ là mình xài bằng ga là sao? Cái bếp này hả? Bằng ga. Đúng rồi, có bình ga ở ngoài, chút nữa mở ra cho xem. Trời ơi. Có bình ga ở ngoài đó, xong rồi. Còn cái này là toilet nha mọi người. Có cái gương. Có toilet. Hoặc là mình tắm trong này luôn hả em? Tắm trong đó, đúng rồi. Có. Trời ơi, xuất sắc luôn. Ủa, nhưng mà nước thì sao ta? Có một thùng nước. Là giống như là nước mình bơm vô đúng không? Có một cái storage đó, cái thang nó đựng được 100 lít nước. Trời ghê vậy. Ừ. Ủa, là mấy cái này là nó xài bằng cái giống như là xài bằng bình hết đúng không em? Đúng rồi, bằng battery á. Ồ. Với lại thêm có solar panel nữa. Có bên mặt trời ở trên đó nữa. Cái đó là cái máy điều hòa air conditioner. Cháy không ghê. Xong có TV này thì có anten ở trên nữa. Trời ơi, là coi được TV luôn. Coi được TV ở trên, cái anten đây nè. Để chỉ cho mọi người xem cái anten ở đây.
đó. Cái này là để mình dừng lại á, mình mở lên cho nó có thông khí. Đúng rồi. Thôi để chỉ cái giường cho xem. Còn đây là giường nha mọi người. Để ai cái giường cho xem. Để em thì... bỏ cái giường cho. Cái này là mình chỉnh công tắc ra hả? Đúng rồi. Điều khiển bằng công tắc luôn nha mọi người. Làm điều khiển mấy máy lạnh hay là cái gì ở đây luôn rồi đúng không? Ủa nhưng mà đúng lúc rồi. Em mua người ta có hướng dẫn em sử dụng rồi không? Có chứ. Chắc để mẹ thì chắc cũng quên. Chắc quên. nó giờ đây sao lúc đây. Nè mọi người coi nè. Sau khi mình bấm. Nó thành một cái giường. Và nó sẽ ráp lại thành cái giường nha mọi người. Có tivi ở đây nữa. Còn cái đây là chỗ bàn ăn cơm. Nè tivi nha mọi người. Bàn ăn cơm có đèn nè, bây giờ mở đèn lên. Mấy cái kệ đựng đồ hả? Đúng rồi, kệ đựng đồ. Em chỉ cái ghế cho. Cái ghế này là mình có thể quay bằng nó. Wow, trời lợi hại quá em. Mình quay qua ngồi bên đây. Xong nếu mà đi hai người thì một người ngồi đây bên trò đây. Chuyện giống này đó. Nếu mà anh ngồi đây trò chuyện. Thì nói vậy đi cho nó lẹ. Nhưng mà là hai người ngồi để trò chuyện ăn đúng uống rồi, vậy đó. Trời nó đó, trời chắc thiệt quá, chắc vô đang ngồi. Vô đang ngồi đắng quá. Trời vlogger gì hơi dơ nha. Hai mọi người thì hiện tại thì hiện tại mình đang đi dạo ở trên bãi biển nha mọi người. Chứ thì mọi người đây là Hà nha. Trời bao lâu anh mới gặp em lại vậy? 20 năm. Trời chắc cũng lâu lắm rồi á ha. Dạ, chắc khoảng chừng 19-20 năm gì đó. Mà gặp lại một nơi quá xa xôi. Một nơi quá đẹp. Đẹp nhưng mà hơi xa nha. Trời chắc từ đây mà lái xe nhà ảnh chắc cũng 2 tiếng quá. Trời gì mà 2 tiếng vậy, 1 tiếng thôi. Này mới mua một chiếc caravan rất là đẹp nha mọi người. Không phải caravan, là campervan. Campervan hả? Đúng rồi. Khác nhau gì vậy? Khác nhau nhiều lắm luôn á. Trời kéo nó đi, trời rất là mệt. Trời cái đó ghét lắm. Ừ, cái này là ăn ngủ tắm ăn rửa. Ngủ đái ỉa mà hiện tại mới nên chưa có đái được nha mọi người. Hiện tại là mình cũng đang rất là mắc đái nhưng mà chưa có đái được, chắc là chưa có nước. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan ở đây nha.